đa số người thứ ba này đều dễ thương hơn bà vợ hiện tại, đa số người thứ ba đều khéo léo hơn bà vợ hiện tại, đa số người thứ ba đều có một vài điểm mà quyến rũ ông chồng hơn bà vợ hiện tại, và đó là lý do người ta thích ở với người thứ ba, và đó cũng là lý do người thứ ba xuất hiện. Tôi không biết im lặng thánh thiện là gì. Còn tôi khi phát hiện ra con giáp thứ 13 và tôi đã im lặng trong 1 tháng, chuẩn bị hành trang cho mình, tôi đã buông tất cả. Thì đầu tiên ấy, chia sẻ với bạn đó là khi mà phát hiện ra con giáp thứ 13 ấy, thì có một sự thật mà chúng ta cần hiểu. Đó là người thứ ba không phải là nguyên nhân của sự rạn vỡ trong mối quan hệ của bạn, mà người thứ ba đơn giản họ chỉ là hệ quả của sự rạn vỡ trong mối quan hệ mà thôi. Bởi vì nếu như mối quan hệ đó đang rất gắn kết thì người thứ ba sẽ không có chỗ để chen chân vào. Nhưng mối quan hệ đấy đang rất lỏng lẻo thì người thứ ba sớm hay muộn sẽ đến, nó như một hệ quả tất yếu. Vậy nên khi mà chúng ta im lặng trong vòng 1 tháng, có thể chúng ta đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Thì khi chúng ta lấy lại được sự bình tĩnh rồi, chúng ta cũng hãy soi lại chính mình, chúng ta xem là tại sao cái mối quan hệ này nó lại như thế, tại sao người thứ ba có cơ hội để xuất hiện chẳng hạn. Và kể cả là bạn đã chuẩn bị hành trang cho mình, đã buông tất cả, thì cũng hãy rút ra bài học để làm sao để kể cả là bạn có buông đi chăng nữa thì bạn rút ra bài học rồi, bạn sẽ không vấp phải những cái điều đấy. Ví dụ mình rút ra bài học, mình thấy là bản ngã của mình quá lớn, cái tôi của mình quá cao, mình luôn luôn đối đầu với đối phương, mình luôn luôn phải chiến thắng đối phương bằng mọi giá chẳng hạn, thì rồi sẽ có một cô người thứ ba nào đó đến thôi. Đa số người thứ ba này đều dễ thương hơn bà vợ hiện tại, đa số người thứ ba đều khéo léo hơn bà vợ hiện tại, đa số người thứ ba đều có một vài điểm mà quyến rũ ông chồng hơn bà vợ hiện tại, và đó là lý do người ta thích ở với người thứ ba, và đó cũng là lý do người thứ ba xuất hiện. Đương nhiên chúng ta biết rằng người thứ ba thì cũng có rất nhiều nhóm người thứ ba đúng không? Có những người không biết mình là người thứ ba, nhưng có những người biết rằng mình là người thứ ba nhưng cứ sẵn sàng làm điều đó đấy. Tại vì họ quá thấy cần ông chồng của bạn, họ quá thèm khát người đàn ông đấy. Trong khi mình thì mình nghĩ rằng, à, ông chồng mình xấu tệ, như ông chồng của mình ấy, thôi vứt ra ngoài chứ cũng không ai thèm đâu. Tại mình cũng không thèm mà. Mình thấy ông ấy xấu tệ mà suốt ngày chỉ trích, suốt ngày phán xét. Nhưng mà mình không biết được rằng đôi khi để ông ấy ra ngoài, ông ấy lại là của hiếm ở ngoài kia, lại có bao nhiêu người cần. Nên là mới có người thứ ba xuất hiện chứ. Nên là dù chuyện gì xảy ra thì nó cũng là một bài học thôi. Nó cũng là những cái điều mà chúng ta cần cần phải trải qua. Có một bạn thì nghe người khác thì được, có nghĩa lắng nghe người khác thì được, nhưng lắng nghe ông chồng thì lại không muốn nghe của bạn. Vậy tại sao mình lại không muốn nghe ông chồng? Thì như tụi An nói lúc nãy, chúng ta lắng nghe kém hoặc chúng ta không lắng nghe được một người chỉ có 2 nguyên nhân thôi. Một là mình luôn luôn nghĩ mình giỏi hơn người đấy, mình tốt hơn người đấy, mình tử tế hơn người đấy. Nói chung là tôi tốt hơn ông. Vì tôi tốt hơn ông ấy, thế nên là tôi không cần nghe ông, tôi vẫn biết tôi phải làm như thế nào. Hoặc là tôi có quá nhiều định kiến, thành kiến với ông. Ông này mở mồm ra là tinh vi. Hoặc ông này mở mồm ra là sẽ nói chuyện kiểu bậy bạ. Thế là mình sẽ có những cái định kiến trong đầu. Mà khi mà mình đã đóng khung định kiến với một người rồi á, cái định kiến đấy rất khó để tháo bỏ. Bạn công nhận không? Cái đó là cái câu ngày xưa các cụ bảo là nếu mà mình ghét ai á, thì là mình ghét tất cả mọi thứ của họ. Nhưng nếu mình yêu ai là mình nhìn cái điểm xấu của họ, mình vẫn thấy họ dễ thương. Còn đâu khi ghét rồi á, mình có định kiến ở trong đầu rồi á, mình nhìn họ làm cái gì, mình nhìn cái nét gì trên gương mặt của họ, mình cũng thấy xấu tệ luôn. Mà thật sự là có phải người ta xấu tệ như thế không? Mà đôi khi á, là bởi vì á, người bạn đời của mình là cái người gần mình nhất. Người gần mình nhất thì lại phản ánh chính mình nhiều nhất. Mình nhìn thấy những cái điểm xấu tệ ở họ thì nó cũng có ở trong mình điểm đó. Nhưng mà mình lại không dám nhìn nhận cái điểm đó ở chính mình. Thế nên là mình thành không dám đối mặt với chính mình mà cũng không dám đối mặt với họ. Có một bạn chia sẻ
ở trên Facebook ai cũng có hai tai nhưng chỉ có một miệng, nhưng khi im lặng thì đối phương lại nghĩ rằng mình đang sai. À, cái quan điểm này hay này. Đương nhiên rồi. Và đôi khi mình im lặng á, không phải bởi vì mình sai đâu, mà bởi vì mình tôn trọng mối quan hệ này. Đặc biệt là khi đối phương lại là cái người yêu của mình, là người bạn đời của mình, thì lúc này liệu đúng sai nó có quan trọng đến thế hay không? Hay đối mình cứ im lặng, đối phương nghĩ mình sai, ôi thì sai, nhưng mà miễn là anh vẫn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với em vẫn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với anh, thì đúng hay sai với chúng ta cũng chẳng quan trọng. Nếu mà tốt nhất đấy, nếu chúng ta muốn đúng sai và tranh chấp đấy, tốt nhất là chúng ta đừng có đúng sai tranh chấp với bất cứ ai. Nhưng nếu chúng ta vẫn muốn thế thì chúng ta hãy đúng sai tranh chấp với người ngoài. Còn với bạn đời và với người yêu của chúng ta thì thôi, đúng sai tranh chấp để làm gì khi chúng ta đã chọn họ rồi. Còn nếu chúng ta không thấy họ phù hợp thì chúng ta chọn lại thôi, một cách đơn giản. Nhưng nếu chúng ta vẫn giữ cái ý định là chúng ta vẫn sẽ chọn họ đấy, thì đừng có đúng sai và tranh chấp với họ. Đôi khi chúng ta coi những người ngoài như là khách quý luôn, còn những người thân của mình thì chúng ta rất vô tâm với họ luôn. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói gì thì họ vẫn ở bên mình. Nhưng rất tiếc á, họ sẽ không ở bên chúng ta lâu như thế đâu. Nếu như ở bên chúng ta họ quá khó chịu thì rồi đến một lúc á, họ dù dễ tính mấy, họ cũng sẽ phải rời bỏ cái sự khó chịu là chúng ta để họ tiến đến một cái sự bình an hơn. Có thể là ở với chính họ để họ bình an hơn, chứ còn không ở với mình nữa. Và đương nhiên là khi chúng ta giữ sự tĩnh lặng thì chúng ta cũng cần phải có sự cân bằng. Ví dụ như có những người mà biết là đối phương làm những điều sai trái chẳng hạn. Mình biết là cái thời điểm đấy đối phương nó rất nóng giận, mình không thể nói là đối phương làm sai với họ được, thì mình nói cái thời điểm đấy họ sẽ càng nóng giận hơn. Thì lúc đấy mình cần phải tĩnh lại để mình chọn cái thời điểm mà họ bớt rồi mình sẽ nói với họ những cái điều mà họ không phải. Cái này được gọi là soi sáng nhau. Và nếu như chúng ta muốn trở thành những người bạn đồng hành cùng với nhau ấy, thì đều phải có sự soi sáng này. Chúng ta không thể họ họ mất đạo đức mà chúng ta vẫn nói rằng họ có đạo đức được, đúng không? Chúng ta phải nói sự thật, nhưng mà chúng ta biết được rằng á, họ có thể họ sai lầm ở cái lúc này thôi, họ đang xấu tệ ở cái lúc này thôi, nhưng họ cũng có thể tốt lên. Thì mình vẫn cần phải có những lúc mình sẵn sàng mình soi sáng họ, mình sẵn sàng nói. Nhưng cái nói lúc này của mình không phải là vì cái tôi cá nhân, không phải vì mình chứng minh quyền lực cá nhân, mà mình nói là vì họ, để họ thay đổi. Thì Tuệ An cũng nhận thấy có một điều, đó là nếu chúng ta muốn thực sự bền vững trong tình yêu hôn nhân, đôi khi chúng ta phải chấp nhận nói ra sự thật. Mặc dù sự thật đấy có thể đau lòng, mặc dù đối phương có thể không thích nghe cái sự thật đấy, thế nhưng nếu như mình thực sự muốn tốt cho họ, mình phải nói ra sự thật đấy. Tôi ăn lấy ví dụ nha. Nếu như mình thấy người bạn đời của mình đối xử với những người xung quanh rất tệ, anh ấy rất là tệ khi đối xử với những người khác, đối xử với cha mẹ cũng không tốt, đối xử với anh em cũng không tốt, và chúng ta thấy rõ ràng rằng họ không nên làm điều này, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách để chúng ta nói, để chúng ta góp ý cho họ. Chứ còn nếu mà chúng ta giữ im lặng mãi thì đôi khi họ không nhận ra ấy, đôi khi họ vẫn nghĩ rằng họ thế này là ổn rồi, nhưng mình là người ngoài cuộc, mình nhìn vào thì mình thấy hoàn toàn không ổn. Thế là mình phải lựa cái lời, cái lúc nào mà họ sẵn sàng họ lắng nghe mình, họ sẵn sàng để mình soi sáng, mình nói cho họ. Và mình nói ra, mình bất chấp việc họ có thương mình hay không luôn, mình vẫn nói. Thì lúc đó cái nói đó là vì họ. Còn đôi khi chúng ta không dám nói vì sợ người ta ít thương mình đi. Chúng ta cứ để những cái xấu tệ của họ, không ai nói cho họ, người ngoài người ta không thèm nói rồi. Đến mình ấy, mình là người bạn đời của họ, mình cũng không nói luôn vì mình sợ rằng nói ra họ sẽ không thương mình nữa. Nhưng có những lúc ấy, Tuệ An nói với chồng Tuệ An những điều mà rõ ràng là anh ấy cũng không thích nghe đâu, nhưng mà Tuệ An vẫn phải nói, tại vì cái điều đấy sẽ làm cho anh ấy trở nên tốt hơn. Cái điều đấy sẽ làm cho anh ấy trở thành một người lãnh đạo mà có thể được nhiều người nể và nhiều người tin yêu hơn. Thì bất chấp cả ngay cái việc anh ấy sẽ khó chịu với mình và không thích mình nói ra cái lời đó vào cái thời điểm đó, nhưng mà đôi khi mình vẫn phải nói. Vì kể cả anh có thương em nữa hay không thương em nữa, nhưng vì em rất yêu anh nên em vẫn sẽ phải nói điều này với mục đích là để anh tốt hơn thôi. Thì khi mà chúng ta nói mà vì họ chứ không phải vì mình thì trước sau gì họ cũng cảm nhận được. Nhưng khi mà chúng ta nói chỉ để sướng mình thôi, nói chỉ để thể hiện cái tôi của mình thôi, nói chỉ để thể hiện mình là đúng thôi, thì họ sẽ không cảm nhận được.
Nên là im lặng là cần thiết, nói đôi khi cũng cần thiết. Và ở đây Tuệ An muốn chia sẻ là hãy cân bằng giữa việc nói và việc im lặng. Nếu như bạn đã im lặng quá lâu mà bạn không thấy tình hình mối quan hệ cải thiện thì có thể đấy là cái lúc bạn cần phải nói. Nói để người đó hiểu được chính bạn. Tại vì đôi khi mình còn chẳng hiểu chính mình nữa, mình bắt người ta hiểu chính mình làm sao được. Vậy nên mình tĩnh lặng để mình hiểu được chính mình. Mình hiểu chính mình rồi mình nói cho người ta biết rằng à, em đã hiểu chính em có những cái điểm xấu này, có những cái điểm tệ này, nhưng có những khó khăn này, và anh có thể đồng hành cùng em để giúp em được không? Và khi chúng ta nói liên tục mà thấy người ta không nghe thì nữa rồi, thì chúng ta phải có năng lực ngừng nói, im lặng vào thời điểm đó để chọn một cái thời điểm khác mà người ta dễ nghe mình hơn, mà người ta dễ đón nhận những cái điều mình chia sẻ hơn. Và bạn sẽ hỏi Tuệ An là à, thế thì biết là nói lúc nào và ngừng nói lúc nào? Thì cái này á, không ai biết rõ hơn chính bạn, không ai biết rõ hơn người chồng của bạn hơn là bạn cả. Vậy nên á, chính bạn là sẽ là người hiểu cái hoàn cảnh đấy nhất. Chúng ta phải rất nhạy cảm và rất tinh tế để chúng ta biết được lúc nào cần nói và cần im lặng. Nhưng mà hãy nhớ rằng nói và im lặng đôi khi đều cần thiết. Và khi nói quá nhiều rồi thì phải im, còn khi im lặng quá nhiều rồi thì phải nói. Và hãy nói vì người khác, nói với thái độ hợp tác, nói bỏ hết qua những cái thành kiến, bỏ hết những cái tiêu cực, bỏ hết những cái chỉ trích, những cái phán xét. Tại vì mình càng đi vào cái lối mòn chỉ trích và phán xét ấy, thì mối quan hệ của mình sẽ ngày càng tệ mà thôi. Đó là còn đang yêu nhau mà họ im lặng lâu quá thì sao đấy? Có một bạn hỏi cái câu đó. Thì lúc này họ im lặng rồi mà chúng ta thấy im lặng lâu quá thì chúng ta phải nói, phải hỏi han họ, phải quan tâm đến họ, phải hỏi thăm xem là họ có đang gặp cái vấn đề gì không. Vì đôi khi họ im lặng á, là họ có những cái nỗi niềm mà họ cần giải quyết, đặc biệt là cánh đàn ông nha. Các bạn phải để ý cánh đàn ông lúc mà im lặng á, đôi khi im lặng không phải vì họ ghét mình đâu, mà họ im lặng vì họ đang có những cái vấn đề cần phải giải quyết. Đặc biệt là khi phụ nữ hỏi, vợ hỏi anh quyết định là anh chọn em hay chọn cô bồ, ví dụ như thế chẳng hạn. Nếu như anh chọn em thì em sẽ tha thứ bao dung tất cả, anh chọn cô bồ thì đi với cô ta đi. Và lúc này người đàn ông im lặng không nói gì cả, và người phụ nữ lúc này nghĩ rằng à, không yêu mình nữa rồi, chắc là chọn cô bồ rồi. Và người phụ nữ lúc này đôi khi tự dán nhãn cho chính mình là người này không còn thương mình nữa, chọn cô bồ rồi. Nhưng mà không phải vậy đâu. Họ im lặng vì đơn giản là họ đang nghĩ thôi. Nhưng mà đôi khi họ nghĩ lâu quá thì mình cần phải giúp họ bằng cách là mình chứng minh mình là đang đối xử tử tế với họ chẳng hạn. Qua hành động, qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua cái năng lượng bình an, thiện lành của mình. Vì lúc nãy chúng ta nói chuyện về những yếu tố ngôn từ và phi ngôn từ. Và khi giao tiếp với nhau ấy, hãy nhớ là có những yếu tố ngôn từ rồi, nhưng cũng có những yếu tố phi ngôn từ nữa. Và bây giờ chúng ta cần phải vận dụng cái điều này. Và chúng ta cần phải sử dụng ánh mắt của mình, giọng nói của mình, ngôn ngữ cơ thể của mình và năng lượng bình an của mình tốt hơn. Và để có mà sử dụng ấy, thì chúng ta phải luyện tập, rèn luyện cái đó có từ bên trong. Chúng ta rèn luyện sự biết ơn đi. Chúng ta rèn luyện tình yêu thương vô điều kiện đi. Đặc biệt là rèn luyện lòng biết ơn là một điều cực kỳ quan trọng. Và Tuệ An nhận thấy rằng cái đó nó cũng cứu cánh cho Tuệ An trong rất nhiều tình huống ấy. Khi mà mình đang nóng giận rồi thì mình đang gặp một cái biến cố, một ai đó đang xấu tệ với mình chẳng hạn, một ai đó đang làm cái điều mà mình không có được hài lòng chẳng hạn, thì lúc này mình muốn bình an trở lại có cách rất nhanh là mình hướng đến sự biết ơn. Thôi, cái người này đã từng đối xử với mình tốt như thế nào? Kể cả là người này không đối xử tốt với mình tẹo nào đi, thì cái việc người đấy đối xử khắc nghiệt với mình, khó khăn với mình, nó đã rèn luyện cái tính cách gì bên trong mình? Sự nhẫn nhịn, sự kiên nhẫn, đúng không? Mà sự nhẫn nhịn, sự kiên nhẫn là rất cần, đúng không? Bởi vì thế nên là chúng ta lấy nhau, chúng ta đều phải đeo nhẫn cho nhau mà. Đeo nhẫn là nhẫn, là nhẫn nhịn á. Thế nên mỗi lúc mà chúng ta cáu, mỗi lúc mà chúng ta tức, chúng ta sờ vào cái tay của mình, chúng ta lại thấy cái nhẫn. Thế là chúng ta lại phải nhắc mình là nhẫn đi, mình đeo nhẫn cho nhau rồi, mình nhẫn nhịn nhau một tí đi.
Thế là chúng ta có thể hướng được mình đến nhiều cái điều vui hơn, nhiều cái điều tích cực hơn, thì mình sẽ xoay chuyển được cảm xúc của mình. Những cái điều này là cái điều chúng ta cần phải rèn luyện. Và đôi khi á, những người thành công khác những người thất bại ở chỗ là người thành công luôn luôn nhìn thấy mặt tốt. Trong khó khăn thì nhìn thấy cơ hội, trong những cái sự cố thì nhìn thấy những điều biết ơn, nhìn thấy những bài học, nhìn thấy những giá trị. Còn đâu người thất bại và người đau khổ á, chỉ nhìn thấy những cái điều tệ thôi, chỉ than phiền thôi, chỉ trách móc suốt ngày thôi. Nên bây giờ chúng ta cẩn thận nha. Trong quá trình chúng ta đang rèn luyện mình trở nên tốt hơn á, mà chúng ta nói chuyện với ai quá tiêu cực, quá chỉ trích, quá phán xét, quá trách móc, quá nói xấu người khác, thì chúng ta phải có sự bản lĩnh để say goodbye với người đó, để không nói chuyện với người đó nữa, để không tiếp nhận sự tiêu cực từ họ nữa. Nếu không á, mình lại còn hùa theo họ tiếp tục á, là mình hại mình và mình hại cả họ. Bởi vì khi bạn phát ra một lời nói, một suy nghĩ, bất kể là lời nói hay suy nghĩ gì, nó đều sẽ có một phản lực quay trở lại với bạn. Cái này gọi là nhân quả. Thế nên á, khi chúng ta phát ra một cái tín hiệu gì, gọi là phát ra một cái nhân, chắc chắn có một cái quả nó sẽ bật lại.